buồn lầy buồn vào thân sen quấn quanh mưa nắng qua bao tháng ngày rồi thì nào đâu hôi tanh sen vẫn thơm ngát thanh cao trưởng thành cuộc đời mình cũng như thế sống trong muôn chữ thế thái nhân tình đừng vì một câu trăm ngã phá tan đánh mất chân tâm một đời dài thoát lòng dung trong gian muôn hạnh phúc là từ tay giữa khổ đau Phật pháp là tu tâm giữa mình từ bi là đừng nhìn sai lầm người khác là như loài hoa sen sống trong muôn từ vươn mình ngạt ngào giữa muôn nhớ tựa như đời vô minh che mờ hãy chuyên tâm nhìn đời bất biến giữa dòng đời vạn biến sâu hả tu hả tu mình nếu mà mình nói mình tu mà mình chưa xả được thì vẫn còn đã còn là gì tại vì những thứ mà mình chưa xả được nó sẽ có cứng mình lại trong cái rọ đó đó phải không cái phiền não nó còn bó mình lại những cái ôm chấp nó sẽ bó mình lại quý vị thấy cái hình ảnh cái con tầm như là cái tổ kén không cái lệ kén không quý vị có thấy mình là con tầm đang ở trong cái kén kén tham sân si cái kén lầm mê cái kén ôm chấp phải không kén kiến thức đủ thứ hết đó thấy không cho nên á mình tu mà thật ra nếu mà đúng mà tu thật đó mình phải phá cái kén đó để mình bay ra ngoài chứ nó giống như con tầm mà nó không muốn làm con tầm nữa thì nó phải phá cái kén để nó làm con bướm thì nó có bay ra ngoài cái bầu trời rộng lên ha phải không còn bây giờ mình tu mà mình vẫn còn những cái làm mê vẫn còn những cái ôm chấp vẫn còn vô minh tham ái và sân hận tức là mình nằm trong cái kén đó hết rồi thì làm sao thì giữa tu với tù nó khác không vậy đó giờ mình tu ở tù mình mình nhốt mình trong cái nhà tù đó phải không thành ra bây giờ mình phải phát nguyện niệm Phật để ra khỏi cái nhà tù của vô minh tham ái và sân hận thì có bằng lòng ra khỏi nhà tù đó không thì quý vị coi bốn cái chỗ nước này nó giống nhau nó khác nhau hả nếu mà nó khác nhau cái gì và nó giống nhau thì nó giống nhau cái gì giống cái nếu mà giống là giống cái gì hả giống là cái bình là gì nữa cái giống nữa à giống nhau nó đều là có nước phải không thế rõ ràng nó giống nhau là cái nước không thì nó giống nhau cái bình nó khác là cái nước rồi nước này nước đục nước này nước hơi trong nước này nước trong veo phải không nhưng mà trong cái bình này nó có nước trong không thầy đố quý vị á có không trong cái bình này nó có nước trong không như vậy là bốn cái bình này nó giống nhau ở điểm nào đều có nước trong nó đều có nước trong phải không cái này nó đâu phải là không có nước trong đâu nhưng mà đố thì thầy đối với vị á nó như vậy mình làm sao mình cảm được là nó có nước trong phải không nhưng mà thật sự là nó có nước trong không có nhưng mà khó cảm phải không cái này dễ cảm được nước trong không dễ hơn phải không đó thì giữa hai cái này thì cái nào nó gần với cái này hơn cái bình thứ hai nó gần với lại
là cái bệnh thứ nhất hơn. Tại vì cái nước này nó tương đối nó gần trong, phải không? Cho nên từ cái nước trong này, từ cái nước trống đực chuyển trong này nè, mình dễ nhận được cái nước trong này, phải không? Cho nên chính cái chỗ này mà Đức Phật khi mà Ngài thành đạo, Ngài nói sao? Ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Sẽ thành, ngay cả cái đục này vẫn có thể thành Phật. Cái đục này vẫn có thể thành Phật. Chứ đâu phải là cái này nó thành Phật không rồi, cái này nó thành Phật đâu. Với điều kiện phải nhận ra cái đục này và mình có lòng muốn trở về cái nước trong. Thì quý vị niệm Phật để chi? Niệm Phật có phải là để từ cái nước đục này mình niệm Phật riết cái ra, mình trong dần, niệm Phật riết nó trong dần, rồi mình nhờ mình niệm Phật rồi mình nó trong dần, thì từ cái chỗ này nè mình dễ gọi ra chân Phật. Tại vì từ cái này mình dễ nhận ra nước trong nè, phải không? Từ cái bình lóng đục hiện trong này mình dễ nhận ra nước trong nhất. Thì từ cái chỗ mà lóng đục hiện trong quý vị đó, quý vị phải niệm Phật cho nó chính nha, niệm Phật cho nó đúng. Nghĩa là nếu mà quý vị là niệm Phật mà dưới cái lòng mong muốn rằng niệm Phật để nhận ra chân Phật á, thì niệm Phật dần dần nó sẽ từ từ quý vị sẽ nhận ra chân Phật. Còn quý vị mà niệm Phật mà muốn cho nó an này khác à, niệm Phật muốn cho nó an á thì giỏi lắm, là quý vị dừng ở đây thôi. Nhưng mà thầy coi nè, quý vị coi nè, nếu mà niệm Phật mà dừng ở đây, từ khi mà có những cái va chạm gây lộn xảy ra đó thì nói sao? Nó giống cái này không? Nếu mà niệm Phật mà muốn cho yên đó là cái hậu quả nó vẫn trở về cái hình này không? Vậy xưa nay quý vị niệm Phật là muốn cho nó yên hay là sao? Phải không? Hồi xưa gần mình niệm Phật muốn cho yên, phải không? Phải không? Khi mà trong lòng mình nó ngay trong lòng mình nó hơi động lên á, cái mùi gì Phật lóng xuống, phải không? Lóng xuống thì nó giống như cái bình này á, giống như cái bình lóng đục hiện trong nè. Rồi cái đợi tới chừng nào nó hơi xôn xao trở lại cái niệm Phật thì nó lắng xuống. Đủ người lấy quý vị làm gì cả đời này. Mà làm gì cả đời á, Đức Phật nào mà rước nổi? Chỉ có gì nó rước, cái bình này nó rước lại bình này nè. Cái bình này nó rước cái bình này, chứ cái bình này làm sao nó rước được cái bình này? Quý vị hiểu chỗ này chưa? Đó, cho nên niệm Phật làm sao mà để cầu mong mình trở về cái bình này, chứ không phải là niệm Phật để nó cầu yên. Mà niệm Phật cái cầu trở về cái bình này á, nó có cách. Mà quý vị niệm Phật mà dễ mà để cầu yên nó cũng có cách nha. Thì cái cách việc niệm Phật cầu yên là quý vị áp dụng từ xưa giờ rồi đó. Còn niệm Phật mà để cầu trở về cái này, nó có cách hết. Quý vị có muốn cái cách đó không? Rồi muốn biết cách đó đó, bây giờ quý vị coi nè, cái này có phải là cái tâm thức của mình hàng ngày không? Buồn bực, giận hờn, lo âu, sợ hãi, trách móc người này người kia đủ thứ hết, phải không? Phải cái tâm thức mình hàng ngày nó giống như vậy không? Giống như vậy cái mình khi mình đã nói xôn xao lên cái mình niệm Phật để như này, tức là khi mà xôn xao lên cái mình chạy về núi nè. Vậy thì nói mình giữ cái mình giữ khó một ngày cái nó làm thời nó dậy dậy cái mình đem này về về dưới. Mình đang định thì cái mình đóng được kiện trong này về dưới ở thời gian cái nó trở thành như vậy cái thôi, cái tới khó tu của mình là dậy lên núi nữa, là tập giữ khó tu một ngày, cái nó đóng như vậy cái mình sách đi xuống dưới, sách về cái gì là sách về dưới Vũng Tàu, đủ việc làm gì cả đời nè. Còn phải nhau không? Rồi sách cái về cả đời á, tới chừng mà về nhà đó,
về nhà mà cái nói như vậy. Rồi khi đó thì quý vị sao? Thầy đố quý vị nè, khi mà nó nổi lên vậy là do cái cây này hay là do cái gì mà nó làm cho cái cành này nó có? Do cái cây, phải không? Phải, đa số là mình thay mình trách là do cái cây, phải không? Rồi thầy cho quý vị thấy cái cây. Vì cái cây này nha, thì hồi nãy cái cây thọc vô đây rồi đó, nó đụng. Bây giờ cái cây thọc vô đây nè. Rồi bây giờ nước đục do đâu có? Cái đục do đâu có? Dạ, à, cái đục do đâu có? Tại cái cây mà nó có hay là do đâu? Hả? À? Do đâu? Mà hồi xưa giờ nó quý vị đặt đổ thừa do cái cây không nè? Nè, tại ông nè, tại bà nè, tại con không nghe lời nè, tại bạn chơi xấu với tôi nè, tại đủ thứ tại, nhiều khi á bực quá đổ thừa tạm rồi nữa, phải không? Mà mình đổ thừa vậy có phải là oan người ta không? Oan người ta không trời luôn. Ổng mà có miệng là ổng làm bầm, ổng nói rồi, ổng nói trời ơi tôi oan quá đi, tại sao mà bực lên đổ thừa tôi được? Thì rõ ràng cái việc đổ thừa cái cây là đổ thừa ông trời nè. Bây giờ còn cái thừa hết, còn lại cái cây hết. Rồi còn là cái cây hết. Như vậy là nếu mà không phải cái cây thì coi do cái gì? Do trong nước nó có cặn, phải không? Phải vậy không? Rồi do trong nước có cặn. Bây giờ thầy cho quý vị thấy tiếp, do đâu mà trong nước nó có cặn? Tại vì bản chất của nước nó vốn là trong, nhưng mà do đâu nó có cặn? Quý vị cũng thông minh dữ vậy nha. Quý vị coi nè, từ nhỏ mình hồi từ nhỏ mình sống gia đình đó, mình học cái gì? Cái này đúng nè, cái này hay nè, để tôi giỏi nè. Tôi hơn người nè. Rồi tới chừng mà là có gia đình nè, chồng của tôi nè, vợ của tôi nè, con của tôi nè, tài sản của tôi nè, cái nhà của tôi nè, cái xe của tôi nè, tiền bạc của tôi nè. Tới chừng mà nó như vậy rồi, nó bây giờ quý vị thấy nè, nó đang tròn nè. Rồi tới chừng mà nhiều cái của tôi mà nó thành về, nhưng mà nó chưa đâu. Khi mà nó nhiều cái mà nó đục quá rồi đó, nó bắt đầu thôi, khổ quá rồi, nó đi tu đi, đi học Phật nè, bắt đầu học kinh nè, học kinh thì sao? Tôi hiểu kinh, thấy không? Tôi niệm Phật. Cái niệm Phật thì có thêm gì? Cái sông chuỗi này của tôi, sông chuỗi tốt, chuỗi xấu, thấy không? Rồi người mà tụng kinh á, thì kiếm thêm cái chuông, cái mỏ nữa, không bỏ vô. Cái người thấy không? Rồi á, cái người niệm Phật, niệm thời gian nó thấy mình tu giỏi quá, niệm Phật giỏi hơn người khác. Nhưng mà tại sao mình niệm Phật giỏi hơn người khác mà mình lại rốt cuộc là gì? Thấy không? Hồi trước chưa tu thì nó đục đã đành rồi, thì bây giờ tới chừng niệm Phật thời gian rồi nó cũng đục, là tại sao vậy? Vì thế chỗ nào?
chứ đúng ra tu á, nếu mà biết tu thì mình phải sao tu Phật dạy sao tu phải xả chứ, phải bỏ chứ, ngày tu lấy vô mà phải quý vị tu cũng vì lấy vô không á, ha. Cái ngày nào mà anh dây á mình bực lên cái nó ngày bữa nay làm dây á, ngày làm anh dây chết rồi phải không? À, rồi mình thấy cái ăn dây nó bệnh, mình coi thường người ăn mặn nữa, phải không? Cái người ăn mặn thì họ đã tham đắm trong cái ăn ngon thì là phải rồi, rồi mình ăn dây là mình đã tu rồi, rồi mình ôm cái chỗ ăn dây, à, để mình coi thường người khác là cái tôi ăn dây, cho nên hồi nãy thầy mới bỏ vô một thêm cái đục đó, đó ha. Cho nên mỗi lần như vậy cái mình bỏ vô trong cái ly nước tâm thức của mình. Làm cho được thêm, tôi hiểu kinh này, tôi tu giỏi này, tôi niệm Phật chuyên cần này, tôi siêng năng không khó tu này, ha, thấy đủ thứ cho tôi không? Thì khi mà còn chưa biết tu á, thì mình ôm chấp theo kiểu thế gian, đến khi tu rồi, thì ôm chấp thế gian nó tạm thời nó rách, nó dừng lại đó, ôm chấp thêm cái ở trong đạo nữa, cả hai, tạo một lớp thì nó đã đủ đen rồi. Bây giờ thêm lớp nữa thì sao? Rồi bây giờ thầy họ tự hỏi, nếu mà nó như vậy rồi á, còn Phật nào rước thì nổi, ha, Phật nào rước thì nổi. Đấy, cái này nó đâu cảm được cái này đâu. Nhưng mà cái này nó cảm được cái gì? Hai này nó cảm nhau. Tại vì sao? Nó cùng một cái tâm thức, nó cùng một cái tần số, cho nên nó thường thường á khi mình mở miệng ra cái gì đó, mình mà mở miệng ra mình trách ai đó, cái người kia nó nói rồi chắc tôi cũng giống vậy á, chắc là tại người đó, cho nên á hai cái tâm thức này nó dễ cảm nhau, chứ cái hai tâm thức này đó nó đâu cảm được cái này đâu. Mà quý vị hiểu cái tâm thức này là tâm thức của chúng sanh, còn cái này là tâm thức của hay là tâm Phật, phải không? Cho nên hai cái này nó nghịch nhau hết nè, thì làm sao? Đó, thì cái chỗ quý vị niệm Phật, thì khi mình biết cái đục là khổ rồi, mình biết cái đục là không trở về với nước trong dễ dàng rồi, bây giờ làm sao? Làm sao chứ? Hả? Rồi bây giờ thì lắng đục á, nếu mình niệm Phật giỏi thì lắng đục nè, hả? Lắng đục nhưng mà động lên thì nó vẫn vậy. Ba liên này nó không giống nhau rồi. Cho nên khi mình biết như vậy, mình biết là lóng đục nó vẫn đục trở lại, thì bây giờ không nên niệm Phật để cầu yên nữa. Tại vì niệm Phật mà cầu yên thì nó rốt cuộc nó vẫn động lại, nó vẫn đục lại. Cho nên bây giờ niệm Phật để cầu gì? Cầu giác ngộ, cầu trở về được với cái tâm giác ngộ của mình, niệm Phật để mà trở về với chân Phật, phải không? Niệm Phật để mà trở về với chân Phật, chứ không phải là niệm Phật để trở về với cái yên. Quý vị thấy hai cái này khác nhau không? Thầy nói ví dụ này, ví dụ như khi mà quý vị bệnh đi, thì mình đọc cái tên thuốc, hay là mình uống thuốc? Hả? Nhưng mà bình thường quý vị đọc tên thuốc hay là uống thuốc? Bệnh khổ lên nghe Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, phải đọc tên thuốc không? Phải đó là tên thuốc không? Chứ đúng ra là mình đọc cái tên thuốc để mình lấy thuốc thiệt chứ. Thuốc thiệt là chân Phật, phải không? Mình đọc cái danh hiệu Phật để mình nhận ra chân Phật, cũng như mình đọc cái tên thuốc để mình lấy được cái viên thuốc thật chứ. Mà viên thuốc thật nó trị bệnh hay là cái danh hiệu nó trị bệnh? Thuốc nó mới trị bệnh chứ còn tên thuốc nó đâu trị bệnh. Thì rõ ràng là cái chân Phật mới giúp cho mình trị được cái bệnh đục này. Chứ còn cái danh hiệu nó có giúp cho mình trị, phải không? Cho nên mình xin quý vị làm trại đúng. Niệm tên thuốc không mà muốn cho hết bệnh, phải không?
bệnh là cái đục nó nổi lên là phiền não nổi lên là bệnh á, giận nổi lên là bệnh, buồn nổi lên là bệnh, sợ hãi lo âu trách móc giận hờn nổi lên là tâm bệnh. Mà cái tâm bệnh nó nổi lên này mình đọc cái danh hiệu không mà mình không nhận ra được cái viên thuốc. Chứ đúng ra là quý vị đọc cái danh hiệu nhưng mà nếu mà nhận ra cái thuốc là ngày nó hết lâu rồi, phải không? Nhưng mà quý vị bây giờ này hỏi thiệt nha, bây giờ muốn cho hết bệnh hay là muốn cho yên? Muốn cho hết bệnh thì nhớ nha, niệm Phật để mà nhận ra chân Phật, niệm danh hiệu để nhận ra thuốc thiệt đó. Thuốc thiệt nó mới là vậy, nhờ thuốc thiệt mình mới trở về được như thế này. Chứ nếu mà không phải là chân Phật, làm sao quý vị trở về đấy được? Nó vẫn là vậy, vẫn là vậy. Đó. Quý vị thấy dễ hay khó? Hả? Thật ra nó dễ lắm, dễ lắm. Quý vị coi hồi nãy cái ly nước này nó làm sao? Nó đang trong. Rồi nó ở đâu nó có vậy? Ở đâu mà nó đục vậy? Mình cũng lấy ngoài mình bỏ vô thôi, phải không? Mình nó đang trong như vậy mà mình vay mượn ra ngoài, mình không nhận được cái chân Phật này là mình, cho nên mình vay mượn ra ngoài bỏ vô. Và khi mình vay mượn ra ngoài bỏ vô, mình đã chấp cái mà mình vay mượn đó là mình. Phải quý vị làm chỗ này không? Phải không? Mình chấp cái mà mình bỏ vô từ nhỏ tới lớn đó, mình chấp cái này là mình. Mà mình chấp cái này là mình á, thì mình quên mất cái là mình này nha. Cho nên mình mới là người phụ bạc chính mình, phải không? Bây giờ muốn phụ bạc chính mình nữa không? Không. Đó, cho nên không muốn phụ bạc chính mình nữa là niệm Phật phải trở về lại với chân Phật. Mà quý vị nó nhanh lắm, chứ không lâu. Tại sao là thầy nó nhanh? Quý vị thấy cái giá trị bao không? Quý vị sống được gì bao chưa? Thầy nghĩ quý vị từ nhỏ tới lớn không biết bao nhiêu giá trị bao rồi đó. Mình trong giá trị bao đó mình thấy thiệt không? Phải mình sống thiệt trong đó không? Nhiều khi mình buồn, vui, giận hờn trong giá trị bao nữa. Nhiều khi mình nói mới trong giá trị bao nữa. Thì cái giá trị bao lúc đó phải thiệt không? Phải không? Quý vị có gan thì nó có thiệt thì con người nó thiệt. Ví dụ như quý vị đã từng sống trong giấc chiêm bao nha, đã từng ngủ mê, đã từng sống trong giấc chiêm bao, đã từng buồn vui giận hờn trong giấc chiêm bao, thì cái giấc chiêm bao đối với mình lúc đó là thiệt hay giả? Thiệt phải không? Thiệt hay giả? Không sao giả được. Giả tại sao khóc cười trong đó? Bởi vì mình thấy là thiệt cho nên mình mới khóc mới cười trong giấc chiêm bao chứ, phải không? Rồi bây giờ nếu mà giấc chiêm bao là thiệt, rồi nếu mà cái người kế bên họ thấy mình mới đó, họ kêu mình vậy, mình mở mắt tỉnh rồi thì giấc chiêm bao ở đâu? Còn ở mất? Mất rồi phải không? Thì chỗ đó quý vị thấy nhanh hay chậm? Nhanh hay chậm? Tỉnh ra là nó giấc chiêm bao nó mất rồi, thấy không? Mình sống trong cái buồn vui giận hờn theo những vay mượn như vậy, cái giống giấc chiêm bao. Cho nên Đức Phật nói là mình sống trong cái trường đại mộng á, trong một cái giấc mộng dài mà mình không biết. Cái sống trong giấc mộng dài là sao? Tại vì cái không phải là mình cho nó là thiệt mình. Cũng như trong giấc chiêm bao đó, giấc chiêm bao nó đâu phải là thiệt, nhưng mà quý vị sống thật ở trong đó rồi thấy mình thiệt ở trong đó, thấy thân thiệt trong đó, thấy cảnh thiệt trong đó, thấy tâm thiệt trong đó, thì mình mới vui buồn giận hờn trong giấc chiêm bao. Thì quý vị trong cái này cũng vậy nè, quý vị sống bằng cái tâm thức này cũng như sống trong giấc chiêm bao mà quý vị đâu có hay đâu, vẫn cho nó là thiệt. Rồi rõ ràng quý vị quen bự ở ngoài nè, nó cho nó là thiệt nha, rồi vui buồn giận hờn theo cái lầm mê, theo cái ông giác của mình. Cho nên nếu mà chỉ cần quý vị tỉnh ra thì cái giấc chiêm bao nó mất liền. Cũng như quý vị mà trở về được cái tâm Phật này thì cái mà quý vị chấp lầm cho là mình đó, nó cũng gì?
cũng bất luôn. Nhìn nhanh nó chậm. Nhưng mà nó có cái chậm ở chỗ này nè. Nó có cái chậm là do ai? Những người nào mà mê ngủ. Khi mà mê ngủ thì có muốn thức không? Người mê ngủ cũng thức không? Mê ngủ ấy, đánh một cái lăn qua bên này, kéo cho mình trùm lại. Đánh một cái nữa, lăn qua bên này, kéo cho mình trùm lại. Người đó biết bao giờ tỉnh? Bao giờ tỉnh? Người đó mới lâu đó. Phải vậy không? Vậy bây giờ quý vị muốn tỉnh hay là muốn mê ngủ trở lại? Tức là muốn mau hay muốn lâu đó? Giờ muốn mau hay muốn lâu? Rồi, muốn mau. Rồi đó. Nhưng bây giờ biết cách làm cho mau chưa? Tại vì khi một lần mình niệm Phật, mình nhận ra chân Phật á, thì tự nhiên động làm sao? Nó xả ngay lúc đó. Thấy không? Nhưng mà không phải là xả ngay lúc đó rồi nó hết liền đâu. Nó giống như là mình xưa giờ mình ngủ mê quá rồi, mình tỉnh thì cái giấc chiêm bao nó mất. Nhưng mà qua hôm khác mình lại ngủ lại nó mê. Thành ra mình phải nhiều lần tỉnh, nhiều lần như vậy, nhiều lần tỉnh rồi xả, nhiều lần như vậy thì nó mới sạch hết. Đó, cho đến khi mà mình tỉnh hẳn thì nó sạch tận gốc luôn. Đó. Chứ quý vị đừng nói của tại sao con tỉnh rồi mà nó không hết luôn. Làm sao nó hết luôn được? Nhưng mà nó có. Ví dụ như quý vị đang khổ trong cái giai đoạn đó ha. Niệm Phật cái mà nhận ra chân Phật thì cái khổ ngay lúc đó nó sẽ không còn nữa. Đó. Rồi liên tiếp trở về lại với cái chân Phật này thì dần dần á, bao nhiêu cái khổ là nó tự động nó rớt hết. Nếu mà cái lực mà trở về với cái này càng mạnh, nó giống như ánh sáng của ngọn đèn mà càng mạnh á thì có cái bóng tối nó phải tăng nhanh không, phải không? Còn ánh sáng ngọn đèn mà yếu á thì bóng tối nó có tan hết không? Nó tan không hết, thấy không? Thành ra quý vị phải làm sao mà muốn trở về với cái này cho mạnh, cũng như là muốn cho cái ngọn đèn giác ngộ mình phải bật ra cho sáng. Mà ngọn đèn giác ngộ mà bật sáng á là có bóng tối gì nó mất được, bóng tối làm đi. Cái này gọi là vô minh này. Vô minh, tham ái và sân hận. Hàng ngày mình sống bằng cái tâm thức này, nghe không? Rồi mình hàng ngày mình sống bằng tâm thức này, mình nói là mình tốt với người này, mình tốt với người kia, mình nói mình thương người này, mình nói mình thương người kia, làm gì có chuyện đó? Mình đem còn lại này mình cho ta không hết, có phải vậy không? Nhận ra cái sự thật đó không? Chỉ trừ khi nào mà quý vị trở về với cái này thì quý vị mới cho được mọi người một cách trọn vẹn. Chứ nếu không, mình cho họ cái trục không. Mà người này cho người kia cái trục, người kia cho lại mình cái. Cho là cái gì? Cho là mình cái đục. Nha, rồi trong cái cuộc sống nó đâu có vui đâu. Nó là cái sự tranh đấu, một sự hơn thua. Thành ra phải làm sao mà trở về với cái này. Nha. Thì trở về với cái này là chân Phật. Niệm Phật để trở về với cái chân Phật của mình. Cho nên mới gọi là tự tánh Di Đà đó. Thấy không? Chứ làm gì? Tự tánh Di Đà là chân Phật. Niệm Phật để nhận ra tự tánh Di Đà. Phải không? Rồi bên này nhân cái duyên này thì trở về đây để giúp cho quý vị niệm Phật làm sao mà trở về với chân Phật. Là trở về cái tình tự tánh Di Đà cho chính mình để không còn phiền muộn, không còn khổ đau, không còn làm khổ mình, khổ người nữa, được chưa? Bây giờ quý vị nghe thiền sư Thích Phổ Hồi khai mở thấy sáng đâu, thấy nó tỉnh đâu, nhưng mà trong đầu quý vị có còn câu hỏi là vậy bây giờ con phải làm sao, khó không? Chưa biết làm sao hả? Nãy giờ nói cả buổi rồi mà cũng chưa biết làm sao. Con cả
Thật ra là nãy giờ bây giờ mình nghe thì mình nghe là mình thú rồi đó, nhưng mà bây giờ mình là con, là bây giờ con phải làm sao? Cái câu hỏi là con phải làm sao này, phải không? Bây giờ hôm nay cho thêm chút xíu đi ha, gọi là khuyến mãi nhiều quá và cũng chưa biết phải làm sao. Thật ra là có bị được nhiều khuyến mãi lắm. Nó giống như nào nãy giờ thiền sư cho quý vị, giống như là quý vị đang xưa nay quý vị lấy buồn, quý vị chết đầy người quý vị vậy đó. Mà quý vị tưởng là mình đẹp lắm, mình đẹp lắm phải không, mình ngon lắm. Nhưng mà rồi bắt đầu mình hãnh diện dữ lắm, mình đi đâu mình cũng ta đây nè, mọi người là buồn không à, phải không? Chưa đó ta đẹp không, ta tu nè, ta giỏi nè, phải không? Lúc nào cũng rất là hãnh diện, phải không? Chứ tự nhiên hôm nay mình ngồi cái mình nghe, hai thiền sư khai mở, cái tự nhiên sao? Thì lúc mà thiền sư khai mở mình thấy sao? Là giống như hai thiền sư đang dội nước cho tâm của mình á, cái tự nhiên mình nói gì? Là rồi con, khó quá trời, chú bổ đâu có mẹ có thấy nó rửa không? Sáng giờ là hai thiền sư rửa chú bị không dội nước vô, vô cái mình thấy nó rửa, cái thừa nó sạch ra nó tỉnh không? Nhẹ đâu? Nó có nhẹ không á? Vậy có thấy nhẹ không, có thấy tỉnh không? Rồi có thấy từ đây đi, mình không có chết buồn ở chỗ đó nữa không? Vậy là sao, nãy giờ nhiều không? Có nhiều không? Có giận được nhiều không? Có tỉnh ra được nhiều không? Vậy mà tưởng là gì? Thấy không, mình sáng giờ mình nghe, mình thấy nó gì nó rơi được nhiều không? Nó sạch ra nhiều không? Và từ đây tới đi là mình biết là mình không bao giờ chết. Cái gì? Trong buồn thêm nữa mà mình đã dội nước thôi phải không? Nhưng mà để ví dụ quý vị đó là bây giờ tại có hai thầy tới đây dội nước thì con mới gì? Mới sạch. Còn bây giờ thầy đi rồi con phải làm sao không? Có đúng không? Đúng rồi. Đó, thấy không? Nhưng mà mình phải có hạnh phúc, hồi nãy giờ mình được dội nước mình thấy mình sạch ra, mình có hạnh phúc không? Mình có vui không? Mình có quý không? Quý, phải không? Hồi nãy gọi là kiếm mãi. Bây giờ phải mua chứ đâu có tự nhiên đơn giản như được, phải không? Quý vị nhớ không, ta cho mình cho được cho khuyến mãi là xài thử thôi, nhớ không? Thường thường hãy cho khuyến mãi xài thử, sau mình thấy thích thì mình đi. Bây giờ đi mua đúng chưa? Vậy nãy giờ đủ để đi mua chưa, đủ đi luôn, đủ thích để đi mua chưa, hay là muốn xin khuyến mãi nữa hả? Một bên nào xin khuyến mãi nữa là sẵn sàng đi mua? Đi mua. Đi mua là sao? Chị. Đi mua là sao? Không phải, bây giờ nó nói nè, xin khuyến mãi nữa là sẽ khai mở nữa. Còn đi mua là bắt đầu cái này mình có sự tha thiết, chân thật, để mình cầu thỉnh, mình phải cầu thỉnh cho mình trở về, chỉ cho mình tu học làm sao để trở về nước. Nước trong mình phải cầu thỉnh. Quý vị đúng không? Bây giờ hỏi là quý vị thấy mình tu, mình ở đây quý vị có nghe câu chuyện của ngài về khả với ngài Đạt Ma không? Ở đây có từng nghe không? Quý vị sẽ nghe cái câu chuyện này để thấy là ngài về khả cầu pháp như thế nào. Con mình thì sao? Mình là gọi là vô tình được khuyến mãi cho nên sao cái khoái, phải không? Bây giờ kể chút xíu về ngài về khả cầu pháp với ngài Đạt Ma nha. Khi mà về khả thấy là tâm mình sao? Quá đột ngột là bất an, đau khổ, ngày đêm cảm giác là mình bị bất an, đau khổ. Tìm nhiều cách nhưng mà vẫn gì? Vẫn đục. Cho nên mới nghe là có Đạt Ma là đèn. Trong cái thiền sử Trung Hoa, Đạt Ma là vị tổ đắc đạo ở bên Ấn Độ, nhưng mà qua truyền pháp của Trung Hoa là tổ thứ 28 của Trung Hoa đó. Thì là lúc đó là Vệ Khả biết Đạt Ma là vị đắc các đạo, người giác ngộ này, cho nên là biết rằng là mình phải đi cầu này. Nếu mà không cầu thì không có ai chỉ cho mình được, tại trung tâm mình là vòi những lưới, mình biết cái này không, thấy chưa? Cho nên là người Khả mới đi tìm gặp Đạt Ma. Đây, bây giờ mình coi mình có không nha. Khi người Khả tìm tới núi thì gặp Đạt Ma, người có Đạt Ma diện tích là Đạt Ma quay mặt vào nó tắt, không có tiếp xuống. Là bởi vì Đạt Ma nói cái này không ai hiểu hết, không ai muốn nghe, không ai muốn tin. Còn nãy giờ ở đây là nói là quý vị sao, nghe tới đâu sao? Hiểu tới đó, tin không? Thấy chưa, mà muốn không?
Ủa, còn hồi đó là Đạt Ma nói không ai tin. Khi mà Đạt Ma vô và Đạt Lương Võ Đế mà mời tới để mà Lương Võ Đế nghe nó là điện đặc biệt thì mời tới để mà nghe thuyết pháp, thì Đạt Ma cũng tới. Lương Võ Đế hỏi chứ ta đây là từ đó giờ lúc xây chùa mặt tượng cúng dường rất là nhiều, ta có công đức gì không, có công đức gì không? Thì Đạt Ma nói rằng không có một công đức nào hết. Thì nghe lại Lương Võ Đế làm sao? À, Lương Võ Đế nổi nổi sân lên là nó đục đục lại là bởi vì sao? Mình làm mà mình chắc thì có công đức không? Không là nó vẫn vẫn đục. Cho nên Đạt Ma thấy cái này đục, cho nên Đạt Ma nói là không có công đức thì vẫn đục đục ngầu. Ông này không hiểu gì đâu, ông này nổi giận đuổi ông này thì nghe xong rồi thôi không được thì ta đây ngồi diện bích là quay về và ngồi đó chờ khi nào đủ căn cơ đủ thời gian thì có học trò thì tới thì Đạt Ma sẽ thay ngộ. Thấy chưa? Thì lúc này á là Hệ Khả là chỉ biết và nghe biết là Đạt Ma là người đắc đạo, cho nên là Hệ Khả đi tìm Đạt Ma. Mà quý vị biết là trong ngày cái đêm á là khi mà Đạt Hệ Khả tới là trời nó huyết phủ như là trắng xóa và chín chì á, thì Hệ Khả quỳ trước cái đồng á, cái hang núi á, quỳ xuống mà cầu xin tha thiết thỉnh cầu Đạt Ma khai mở cho trong một cái sự bất an trong tâm. Ngồi một đêm, quỳ lên một đêm mà sao Đạt Ma cũng không nói một lời, không quay mặt lại một tí nữa. Gặp mình thì sao, gần tới thì sao, về rồi chứ không có được, phải không? Đừng có nói là về rồi, hoặc là nếu mà ngồi lâu quá thì trong đầu nó làm gì lầm bầm, nó bầm gì, nói với ông thầy này sao mà không thấy tôi đây sao, phải không? Mà gì không thấy tôi tới đây sao, thấy không? Tôi tới đây mà còn quay mặt lại mà tiếp chuyện với tôi, thấy không? Ông từ bi chỗ nào là bắt đầu mình có coi gì lầm bầm nổi sân lên chửi Đạt Ma, phải không? Còn cái này là Hệ Khả là không quỳ đó và tiếng có phủ mẹ gì hết toàn thân. Hệ Khả vẫn quỳ. Gặp mình thì lâu quá trời chán quá thì sao? Sao? Sao vậy? Đi về, phải không? Về tôi biết bay đi tìm ông nhận được tiền, ông khác thì làm gì dữ vậy, phải không? Làm gì mà chảnh vậy, à, tu hành sao chảnh vậy, phải không? Cũng có từ bi. Thì á, vị này á, là cô cũng quỳ một đêm mới tới ngày mai. Thấy chưa? Thấy mà cầu phát chưa? Bây giờ quý vị coi là quý vị cầu cỡ nào? À, qua cái sáng mai rồi thì trong suốt cái ngày đó, rốt quý vị Đạt Ma thấy Hệ Khả không? Mặc dù diện bất kia là quay mặt với bác nhưng mà có thấy Hệ Khả không? À, tại sao thấy? Tại sao thấy? Tại sao Đạt Ma là thấy được Hệ Khả mà không có nhìn đâu thấy? Hả? Cái đó là tuệ nhãn, không có thấy bằng con mắt thịt nữa là tuệ nhãn. Cái tâm thanh tịnh có thể thấy hết tất cả mọi chúng sanh, cho nên là biết muốn thử coi là Hệ Khả tha thiết cỡ nào. À, nhưng mà sáng mai rồi gặp Hệ Khả, có nên đánh xoay cái mặt lại hỏi đến đây để làm gì, thấy không? Là sao đến đây? Vì là nói cho con hay là tâm con bất an, rồi bất an là xin thầy an tâm đó cho con, phải không? Đạt Ma cho liền không? Chưa, con này sao? Tới đây có ai thỉnh đâu mà cho liền là gọi là khuyến mời. Mà nó dạ cứ mãi đó là bữa mộng cái tỉnh mình hưởng, ăn mộng cái tỉnh mình ăn, no mà cũng chẳng biết mình no, phải không? Khi mình đói mình cầu á thì ăn cho mình mới gì? Mới biết được là cái trạng thái nó ngon, hoặc là người đã cho mình mới gì? Mình mới quý. Còn cái trạng khuyến mãi thì sao? Mình cũng thấy hay, nhưng mà sau đó là sao? Quên mất. Không, thì lúc đó là Đạt Ma mới quay lại cái này nè. Chừng đó mà Đạt Ma nó chưa có khai mở nè, Đạt Ma nó hỏi rằng đâu có đơn giản gì đâu, đâu có phải là lấy cái gì cho ta thấy được rằng là cái lòng tha thiết muốn ta giúp chàng ơi, chứ đâu phải đơn giản là tới xin là được đâu, tới cầu là được đâu, thấy không? Thấy lúc đó Đạt Ma còn nói là có khi nếu gặp mình nói ủa lui sao vậy, quy ngồi một đêm tới sáng thì không thấy sao mà nói là không có gì, gặp mình là sao, nghe câu là chửi người ta liền, thấy không?
vui sao vậy? Hoặc là không có mắt hả? Hoặc là gì? Không có, không thấy sao? Mà còn hỏi câu đó, có không? Mình có không? Gặp mình là tại vì mình khó thấy mình ngồi một đêm tới nó sáng. Rồi mình khó thấy mình quỳ chút tiếu. Mình khó thấy mình cầu thiệt mà. Vậy mà cái ông này, ông nói lĩnh, mình sao? Không cầu nữa. Thì như vậy ông này đâu phải là gì? Ông này đâu phải là gì? Là bậc đắc đạo. Cái đắc đạo đã thấy vui rồi, vui, vui ngon lành cỡ này mà có. Còn gì? Còn nói là không có. Phải không? Gặp mình là sao? Là 1, 2, 3 nổi sân lên đã. Là gì? Đi về rồi. Nhưng mà Huệ Khả có nổi sân không? Không. Là bởi vì Huệ Khả biết rằng là chỉ có một mình Đạt Ma mới đủ sức để mà khai phá tấm tâm Huệ Khả. Và Đạt Ma biết rằng phải cái tâm phải lòng thành lắm mới đủ sức để tiếp nhận cái pháp của Đạt Ma chào. Cho nên Đạt Ma muốn thử một lần nữa coi thử rằng là thể hiện cho Đạt Ma thấy rằng là mình tha thiết muốn giải thoát cái khổ đau này cỡ nào. Cho nên Đạt Ma mới hỏi một lần nữa là phải lấy gì cho ta thấy được cái sự tha thiết của người. Thì lúc đó Huệ Khả làm gì? Hả? Phải làm gì? Chứng minh. Ngày đó chặt cái tay dâng lên cho Đạt Ma liền. Và xin thầy chứng minh cho tâm thần của con. Rồi sao? Tí nữa quý vị đừng có ra mà chặt tay nghe không? Phải không? Đó. Thì qua câu chuyện đó quý vị thấy rằng là Đạt Ma Huệ Khả thành tâm không? Tha thiết không? Và Đạt Ma có tự tin không? Đạt Ma có trí tuệ không? Có không? Đó. Thì quý vị biết sau khi Huệ Khả vừa trình xong thì Đạt Ma chỉ cần hỏi vài câu thì hỏi là Huệ Khả là về nhà ngươi đưa tâm đây với ta nghe. Đạt Ma Huệ Khả quay về tìm tâm không thấy. Cái khi quay về đó thì Đạt Ma nó từng bước khai mở tuệ giác cho Huệ Khả, giúp cho Huệ Khả nhận ra được cái nước, cái gì? Nước trong đó. Trong tâm thì ngay đó là Huệ Khả đã nhận được cái chỗ mà Đạt Ma, Đạt Ma chuyện có được nhận không? Vậy thì bây giờ qua câu chuyện đó để thấy rồi bây giờ bước kế tiếp quý vị muốn biết phải làm sao thì phải làm sao? Phải cầu, phải cầu, phải tha thiết thỉnh, thỉnh cầu thì mới có gì? Mới tiếp nhận được. Mà không cần cầu như Huệ Khả, không cần chặt chặt tay, cũng không cần chặt chặt chân, phải không? Không cần nữa, tại vì nếu mà làm vậy mai mốt thầy trên đây thầy mở cửa ra vừa ra thầy thấy trời ơi vụ gì đây, thôi ơi vụ gì đây là thầy chạy đi tôi có bị không là sao là hết tôi rồi, hết ngày hết giờ rồi, mình phải thể hiện. Bây giờ cái bước kế tiếp là quý vị phải, quý vị nhận được rồi thì bây giờ đường cũ mình không đi được không, nhưng mà đường mới mình phải tha thiết bây giờ cầu tu để làm sao trở về cái nước nước trong là cái thể thanh thanh tịnh, chứ không phải tu để đục đục thêm. Quý vị nhận được không? Bây giờ biết mình phải làm gì chưa? Làm gì? Nãy giờ nghe thì bây giờ biết mình phải làm gì chưa? Rồi mời chú. Không như vậy nha, con trả lời là mình xả bỏ tất cả những cái gì đang xác định. Buông bỏ. Bây giờ buông bỏ sao? Thí dụ bây giờ mình nói nè, hồi đó hồi nãy thiền sư Thông Hội có nói á, bây giờ mỗi lần ngày trước là người ta nói một câu này là thì mình giận, mình nói là lỗi tại ai? Hồi đó mình nói lỗi tại ai? Lỗi tại người ta, lỗi tại vợ, lỗi tại chồng. Thì bây giờ là sao? Ngay nó không đổ lỗi nữa mà phải quấy. Quay về thấy được cái phiền não đó, con tâm của mình, và thấy được rõ là do mình nghĩ, do đâu mình phiền não, do mình bỏ vô. Cái giận nó liền là do mình bỏ vô, bây giờ mình phải lấy, mình thấy nó mình tưởng ra là tự động lấy ra, thấy không? Mình không có cách, bây giờ hồi đó mình phải chạy ra mình sửa, mình bắt người ta thay đổi, bây giờ không làm cái đó nữa. Bây giờ mình không có nói về những cái chỗ đâu, mà quay về mình thấy mình đang phiền phiền não, và ngay đó mình thấy là cái phiền não này từ đâu đến, mình cho mình bỏ vào, mình cứ lấy, mình xưa đây mình lấy vào mình ôm cứ, thì ngay khi mình nhận ra được đó thì tự động cái gì nó xả này, hay không? Thì nó giống như nãy giờ đây, quý thầy ở đây đâu có nói cho quý vị xả cái gì đâu, mà mình nghe tới đâu tự động mình gì
thấy chưa? Đâu ai bắt mình xả đâu. Quý vị thấy không? Hồi nãy giờ quý thầy đâu có bắt mình xả đâu. Mà tự động sao? Nghe tới đâu nó sáng tới đâu nó tự động. Tự động nó xả, xả tới đó. Vậy là xả là do cái gì? Hả? Do khi tâm mình sáng thì tự động nó xả. Quý vị thấy không? Cứ ngồi đi. Do khi tâm mình sáng thì tự động, khi mình tỉnh ra nó tự động nó xả, chứ không phải là biểu mình cầm cái gì mấy mình xả. Quý vị nhận ra được không? Cũng do nãy giờ nè, quý thầy nói tới đâu cái mình sáng tới đó nó tự động bấm. Mình thấy nó như sao? Nó xả ra. Mà bây giờ từ nay tới đi mình không niệm Phật theo kiểu tự động, bây giờ mình không còn niệm Phật theo kiểu xưa nữa. Và tự động mình gì? Mình đã gì? Xả cái kiểu chắc con kia rồi. Không có niệm Phật để chắc. Và giờ như vậy là mình đã xả cái chắc đó chưa? Thấy nó xả chưa? Nó xả rồi đó. Mà nó xả là do gì? Do được khai mở tự giác. Mình sáng ra. Khi mình sáng ra thì tự động nó xả. Hiểu không? Vậy thì muốn xả là phải cần gì? Cần gì? Cần phải tâm mình phải sáng ra cái đã. Theo kịp không? Để có gì theo kịp không? Hiểu không? Có nghĩa cho nên đạo Phật là đạo duy trí. Trí tuệ. Phải có trí tuệ thì mới nhìn ra được vấn đề. Mình nhìn ra thì mình mới xả. Thấy không? Nếu mà mình không nhìn ra thì mình đâu có xả đâu. Quý vị hiểu chỗ này không? Thì bây giờ hồi nãy giờ là quý vị được gì? Được quý thầy tới đây làm gì? Khai mở gì? Khai mở tuệ. Tuệ giác. Khi tuệ giác mình nó tự nhiên nó sáng tới đâu thì tự nhiên mình nhìn ra, ồ, xưa nay mình lầm. Thì tự nhiên khi mình thấy mình lầm mình tự lầm ngay đó nó xả. Hiểu chưa? Đó, khi tuệ giác có mặt thì mình cứu được cái lầm của mình thì tự lầm nó xả. Tại vì mình tu là phải có gì? Tu phải có gì? Trí tuệ, phải tu có trí tuệ. Thấy không? Có trí tuệ thì tự nhiên cái lầm mê nó được rơi rồi. Quý vị rõ chỗ này chưa? Rồi bây giờ á, trước khi mà chấm dứt á, bây giờ nhắc lại là chúng một tí xíu nha. Là bây giờ nhắc lại nè, cái này là gì? Tứ diệu đế, cái này gọi là gì? Khổ, phải không? Nguyên nhân khổ là gì? Không phải cái này rồi, lấy này ra. Nguyên nhân khổ là do gì? Bỏ ngoài vô là chấp. Đây, nguyên nhân khổ là từ ngoài lấy vô là chấp, là mình chấp mình lấy vô. Đây là nguyên nhân khổ nè, phải không? Rồi, bây giờ á, dứt khổ là sao? Là cái này. Thấy chưa? Chỗ này là dứt khổ. Không, và con đường dứt khổ là gì? Là ngay khi thấu rõ tất cả cái nguồn gốc của khổ đau. Khi đó mình xả nó, là ngay đó mình dứt khổ, mình trở về với cái bụng tâm thanh tịnh, có chưa? Và đây này là tứ diệu đế, hôm nay tên là gọi là tứ diệu đế khổ, là nguyên nhân của khổ. Dứt khổ, con đường dứt khổ là thấu suốt lại cái sự vướng mắc trong con tâm của mình, nhận ra chỗ này chưa? Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là quý vị ở đây có hay tụng kinh Pháp Hoa không? Có không? À, trong kinh Pháp Hoa nói Đức Phật ra đời với một đại sự nhân như là khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật trí. Tri kiến, ở trong này tri kiến Phật là gì? Cái nào gọi là tri kiến Phật? Là nước. Nước trong này, đây là chúng sanh nè. Giúp cho chúng sanh nè nhận ra trong mình có nước. Nước trong. Thấy chưa? Đó, giúp cho chúng sanh nhận ra cái thể thanh tịnh, đúng chưa? Và Đức Phật nói khi mình nhận ra như vậy thì Phật và chúng sanh đóng một thể thanh tịnh, hiểu chưa? Đó là cái mà chúng ta đang nhận ra hôm nay. Rồi giờ con cuối cùng hỏi đại chúng này, ngày xưa nay mình đi chùa mình lễ Phật hay mình lễ tượng Phật? Hả? Lễ Phật hay lễ tượng Phật? Sao lễ tượng Phật? Xưa đây lễ Phật hay lễ tượng Phật hay lễ tướng Phật? À, lễ tượng Phật ha, chưa lễ Phật. Lễ Phật là lễ này nè. Mình lạy xuống, mình lạy Phật mà mình lạy cái trí tuệ, lạy cái từ bi, lạy cái thân thang, lạy cái thanh tịnh của Phật. Thấy có cái gọi là lễ Phật.
Thấy không? Nói mình lạy Phật. Còn xưa nay mình không có lạy cái này. Mình gặp Phật rồi mình đâu có lạy Phật. Mình cầu xin. Mình kêu Phật dùng ông thần, thấy không? Ông thần là mình xin nè. Mình xin là cho chồng con khỏe, cho vợ con đẻ con trai, con gái, hay là cho con học giỏi, cho con làm ăn phát tài, cho gia đình con hạnh phúc, phải không? Là như là gia đình cầu, không phải mình dễ Phật, mà mình dễ lộ à, mình dễ ông thần, mình không có lễ Phật. Bây giờ là mình có lễ ông thần, mình phải lễ gì? Lễ Phật là cho con có trí tuệ để con giải thoát cái nước lục tấn. Còn cho con gặp minh sư thay mở tuệ giác để cho con được giải thoát cái khổ đau, được chưa? Vậy thì bây giờ cái bước kế tiếp là mình hỏi con phải làm sao? Bây giờ biết con phải làm sao chưa? Con phải tha thiết thỉnh cầu ngày đêm con lễ Phật, con cầu mong cho con được có trí tuệ, con cầu cho con gặp được minh sư, con cầu cho con được khai mở tuệ, để dắt mình phải thêm cái đó nữa. Mình chưa có sự cầu thỉnh, cho mình cũng không có nhận được, cho mình cũng không có quý. Bây giờ bước kế tiếp là thỉnh cầu ha. Rồi thỉnh cầu xong thì sẽ tự nhiên thầy ở đây sẽ biết đâu thầy ở đây sẽ giúp cho quý vị về đây, hoặc là ôn viện chủ đây nè, ôn chủ trì đây nè, ôn biết mấy cái này hết trơn rồi, cô sẽ chỉ cho mình làm sao trở về với nước nước trong tâm thầy nè. Ở đây là tất cả, ở đây vị này, ở đây rất là sáng, sẽ chỉ cho mình trở về đây. Hoặc là mình tha thiết thỉnh cầu thì một ngày nào đó quý vị này sẽ quay lại đấy chỉ cho mình, được không? Ok. Chúng xin lạy Thượng Thầy Thần Quyền. Nam mô Ta Bà Giáo Chủ Diệu Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính hưởng bái bạch Thân Hòa Thượng cùng Chư Tôn Hiền Đức Tăng Ni Chứng Minh. Thật là duyên lành cho toàn thể đạo tràng và quan các chúng con hôm nay được sự hiện diện của quý ngài với tấm lòng bi mẫn đại Phật Tuyên Dương, nhắc nhở cho toàn thể đạo tràng chúng con trên con đường trở về tự tánh thanh tịnh giác ngộ của mình. Và chúng con cũng được sự khai mở này để chúng con được hàng sống với chân tâm trong sạch, hiện tiền và hiện hữu luôn ở mọi người, để có thể góp phần đem lại cho đời sống chúng con sự an lạc thực sự trên con đường học Phật. Những gì quý ngài đã chia sẻ cho toàn thể đạo tràng chúng con trong giây phút vừa qua tuy ngắn ngủi nhưng nó thật là sâu sắc, cô đọng và đầy ý nghĩa cho tất cả hành giả chúng con trên con đường học Phật. Kính bạch thầy, do duyên xưa thầy trở về lại ẩn Công An thăm, cũng như là trở về quan cát để thăm Hòa Thượng chúng con, với cái tấm đạo tình chân thành cao quý đó, tất cả hàng kính chúng con kính nguyện mười phương tam bảo gia hộ cho thầy thân tâm thường lạc, thầy mãi đem ngọn đèn từ bi trí tuệ để soi rọi thế gian này cho những ai hữu duyên tìm về con đường sáng suốt, tự mình thắp ngọn đuốc nơi bổn tâm của mình, tự mình có thể làm gạn lọc trong sạch nơi chính mình. Không biết nói gì hơn, tất cả hàng tứ chúng chúng con đồng đê đầu hành lễ ngài, và chúng con với tấm lòng thành kính kính ngưỡng tri ân lên ba ngôi tam bảo, chúng con có ít tịnh tài xin dâng lên cúng dường cho thanh đoàn, cũng như thầy từ bi hân hỷ hứa hẹn làm thọ cho tất cả chúng con được ân triêm công đức. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát A Tát Tất Đạt Chứng Minh.
Bạch Thầy, con cũng xin tặng một đôi dòng thơ nhỏ để danh Thầy. Con biết Thầy là một nhà thiền sư mà dòng thi của Thầy rất hay, thành ra con có thể là muốn rìu vào mắt thợ, nhưng với tấm lòng thành của đức con dâng lên cho Thầy, nhân Thầy về thăm lại Nam cũng như là thăm lại cái nơi khi xưa mà Thầy đã thể nhập giác ngộ trên con đường đạo của Thầy, cho nên mới có Thầy ngày hôm nay chia sẻ cho con cái con đường sáng suốt này, nhờ Thầy chứng minh cho tụi con. Người về thăm lại chốn xưa, ẩn không am cũ, nắng mưa chẳng còn. Vườn xưa xào xạc lá gòn, lời kinh bát nhã sắc son thở nào. Người về thăm lại non cao, trang tình pháp lữ vọng vào cõi không. Người quê có cả tấm lòng, mênh mông dâu bể chẳng sờn chẳng phân. Con xin kính cúng dường này. Để đây chúng con xin đây là ảnh lễ Thầy tam bái để tri ân những lời pháp chủ của Thầy cùng ni sư cùng tăng đoàn cho chúng con những lời khắc cốt ghi tâm trên con đường học đạo. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đạt chứng minh như vậy đại phật. Này Thầy tặng món quà này, bây giờ nó tặng lại chứ, thấy không? Này này Thầy tặng này, Thầy tặng gì đấy? Này gì đây? Cái gì này, gì đây quý vị? Tịnh tài, trong này cái gì đây? Này trong này có gì? Có gì nó gì đi? Tiền. Ai chắc mà là trong này có tiền? Chắc cho trong này có tiền không? Hả? Hả? Có phải tiền không? Ai nói tiền người chơi đây lên? Hả? Ai nói mạnh dạng cái đó lên? Còn mấy người kia là sao? Nói gì? Hả? Là tấm lòng, ai nói trong này là tấm lòng như thế lên. Trời ơi, có người nói tấm lòng nữa, nó mổ ra đây coi có tấm lòng không? Hả? Cái này là vậy là mở ra coi có tấm lòng không ha? Vậy là có gì trong này? Vậy là quý vị đồng nói là có tiền không? Vậy bây giờ hỏi quý vị là nếu mà cái này quý vị nói là tiền mà có người nói cái này là rác thì sao? Cái này nói rác thì sao? Thí dụ ha, tôi nói Thầy nói chứ cho cúng dường tiền lên cái này rác trả lại, quý vị nói sao, cảm giác sao, cảm giác sao, nói thiệt đi, nói sao? Không hỏi Thầy hỏi quý vị đó, không hỏi quý vị đó, để hỏi Thầy hỏi quý vị mà, để lúc đó quý vị nói sao, cảm giác sao? Không, đầu tiên cảm giác sao? Tiền má, sao Thầy làm tiền con vậy? Trời ơi, thấy không? Cả một tấm lòng, cả một tâm huyết, cả một cái như là sự tôn kính này, không phải tiền không đâu mà tấm lòng tôn kính cả tất cả cũng dâng lên mà tự nhiên rồi kêu là rác bắt đầu sao đâu sao lên bắt đầu sao hồi nãy là cho con cưng mừng nó con cảm ơn có bây giờ đâu bao giờ đấy chứ. Trời ơi, cái ông này, cái bà này là ai vậy trời? Nói sao nổi? Đầu tiên lên cái mình đổ thừa sao? Cái gì? Cái cây đó. Mình đổ thừa cái cây mình nói là tại vì cái người này là cả một tấm lòng của ta bỏ trong này mà dám nói là rác. Thì tự nhiên sao? Mình nổi giận nữa nha. Vậy bây giờ mình biết giận là do gì chưa? Đó là giận á. Giận là do gì? Mình gì? Mình chấp vào cái chỗ là gì? Tấm lòng. Tiền bạc. Cả tâm huyết thấy chắc chưa? Thấy chắc cho nên là làm gì mình khổ chứ người ta nói vậy thôi mà. Ta chỉ nói thôi mà. Phải không? Nhưng mà tại vì sao? Bây giờ hỏi nè, vậy chứ mà con đứa bé nó đang ngồi đây nè. Cái mình tới nói cái này là rác, nó là sao? Nó có giận không? Nó có giận không? Ủa sao đứa bé nó không giận mà mình giận? Vậy thì do gì? Do gì ra chưa? Do mình. Thấy rõ chưa? Mình chắc cho nên mình mới giận chứ không phải người ta nói làm cho mình. Mình giận, thấy chưa? Rồi giờ bước thêm bước nữa nè. Món quà tặng này mới là hấp dẫn nè. À, vậy thì bây giờ do mình chấp cho nên mình giận phải không? Nhưng mà bây giờ hỏi thiệt nè. Đố quý vị cái này có phải tiền? Này có phải tiền không? Có không? Hả? Cái này trước đó, cái tờ giấy này có gọi là tiền không? Không, à, nó là gì? Nó tự cái gì nó ra? Nó tự giấy. Giấy cái người ta làm lại. Ta bỏ vô ta sắp xếp đâu đó, ta gọi cái này là chữ
tiền, đúng chưa? Chứ thực chất cái này không phải là tiền, đúng không? Thực chất cái này không phải là tiền, mà mình, cái này chỉ là tên gọi để cho mình sử dụng lưu thông thôi, chứ không phải là bản chất, không phải là tiền. Tại nếu nó là bản chất là tiền thì nó lại không bao giờ biến đổi. Còn cái này là nó gì? Nó biến đổi và nó do duyên hợp, hợp thành. Thấy chưa? Cho nên nó là mình, vì mình không thấy được cái duyên hợp, mình chắc nó là thật, mình sanh ra phiền, phiền não. Vậy thì cuối cùng là mình là người mê hay người khác mê? Mình mê, mình không thấy được cái này. Thật của nó là gì? Nó thực chất của nó không phải là tiền, nó là duyên hợp, nó không phải là thật. Vì mình chấp cho nên mình sanh ra phiền, phiền não, mà mình tưởng người ta không có lịch sự gì hết à. Ở đâu đó người gì không lịch sự, người ta tặng cúng dường nó là rác, nổi điên lên, mai mốt không đón nữa. Nổi điên hỏi thiền viện luôn, phải không? Rồi, giờ nhận chưa? Rồi, nếu mà nói nó không phải là tiền, thì đâu có gì đâu phải lấy, trả lại. Không, có gì đâu lấy, phải không? Thành ra là gửi lại cho thầy, nha, hả thưa thầy hả? Giờ nếu mà nãy giờ đó quý vị nghe thì sư giảng giải như vậy đó, mình có phải là mình thấu suốt nguồn mê không? Phải không? Mà khi mình thấu suốt nguồn mê nhờ cái gì? Nhờ mình tỉnh. Quý thầy đánh thức mình dậy, mình tỉnh cho nên mình thấu suốt nguồn mê. Thì ngay khi mình tỉnh rồi thì cái giấc mơ đó còn không? Giấc mơ mà cái này là tiền, cái này là tấm lòng, cái này là con cúng dường, mấy cái ý niệm nó còn không? Cho nên khi mình tỉnh ra là cái cơn mê đó mất tiêu. Vậy nhanh không? Chỗ tu là vậy đó, phải không? Đó. Nếu như vậy là chúng ta gặp nhau ở đâu? Ngay cái đứa chúng ta gặp nhau đâu? Gặp nhau là đứa đâu cười, thầy cười đâu? Mình dùng nhưng mà là phương tiện, không còn vướng bận ở nó nữa. Thì này là tặng lại, là phương tiện để mà di chuyển trong cuộc sống, được không? Vậy thì trọn vẹn rồi. Thì bây giờ thay vì mình đánh lễ thì mình chụp tấm hình, được không? Lòng thân thiết có thầy ta.
chúng đến dự. Đoàn của chúng ta sẽ có một số sách sức mạnh giác ngộ, là một số sách do quý thầy ở đây để mà viết và khai mở cho cái tự giác của mình để mình xả bỏ những vướng mắc. Nhưng mà tại vì sách không có đem được nhiều, không biết cái đoàn của chúng ta ở đây được bao nhiêu người. Vậy nếu mà 50 thì mỗi người sẽ được một cuốn. Đó là một món quà ha. Tí nữa thì quý vị từng bước lên để nhận quà và đừng tiếp theo nhé. Rồi một phần nhà. Chắp tay lạy người mẹ từ bi, nguyện ban phước cứu chúng sanh. Con chiêm đắm mùi mê thoát xa bụi trần, trong kiếp người được an vui, rực sạch bao nỗi u phiền. Từng ngày trôi lòng con thiết tha nguyện cầu, nhành dương liễu đồ ban tươi mát thế gian. Vượt qua bao nhiêu lầm than, giấc u mê xóa tan não phiền. Thuyền từ nương đưa quay về bên bờ an vui. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Quan Âm từ bi trái tim rạng ngời, tình thương bao la, ngàn mắt ngàn tay quăng soi cứu khổ cứu nạn trần gian. Nâng cành liễu tươi khắp nơi nhân gian mười phương, mang bao niềm tin đến bờ giác ơi. Quan Âm từ bi mười hai đại nguyện, dòng sâu mênh mông, ngàn mắt ngàn tay lắng nghe mọi loài nỗi đau trần gian. Tăng thiên đại thiên khắp nơi nơi đau thương lầm than, xưng danh Bồ Tát Quan Thế Âm ác ly khổ đau. Om Mani Padme Hum, 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 Om Mani Padme Hum. Con thiết tha nguyện cầu, nhành dương liễu đồ ban tươi mát thế gian. Vượt qua bao nhiêu lầm than, giấc u mê xóa tan não phiền. Thuyền từ nương đưa quay về bên bờ an vui. Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát.
khắp nơi này đau thương lầm than, xưng danh Bồ Tát Quan Thế.